xin chào các em đã đến với kênh Ngôi Nhà Trẻ Thơ. Từ những nắp chai nước như thế này, hôm nay chị Lân sẽ hướng dẫn các em làm bánh sinh nhật cho búp bê có hình unicorn và hình gấu trúc. Đầu tiên, chị Lân sẽ làm chiếc bánh sinh nhật có hình unicorn. Chị Lân sẽ dùng màu acrylic màu đỏ. Và một ít màu trắng nha các em, để pha thành màu hồng nhạt. Sau khi pha màu xong, chị Lân sẽ sơn lên nắp chai nha. Vậy là chị Lân đã sơn xong rồi. Trong khi thời gian chờ nước sơn khô, chị Lân sẽ dùng một sợi dây bi như thế này, dùng màu acrylic màu vàng để sơn lên sợi dây bi. Tiếp theo, chị Lân sẽ dùng một cây sim que và lấy phần đầu để làm phần sừng của unicorn. Chị Lân sẽ cắt ra một đoạn như thế này. Chị Lân sẽ dùng nước sơn kim tím màu vàng để sơn lên nha các em. Tiếp theo, chị Lân sẽ dùng giấy xốp màu đen và giấy xốp màu trắng để làm phần mắt và tai cho unicorn. Để làm phần mắt cho unicorn, chị Lân sẽ sử dụng một cây kèm bấm lỗ như thế này. Bấm ra hai lỗ tròn nha các em. Chị Lân đã làm xong phần tai, phần sừng và phần mắt của unicorn rồi. Để làm phần khăn bánh kem, chị Lân sử dụng nắp màu trắng nha các em, và dùng súng bắn keo và dán lại thôi. Chị Lân đã làm xong phần khăn bánh kem rồi. Tiếp theo thì chị Lân sẽ trang trí những hình unicorn lên bánh kem. Chị Lân sẽ dùng keo UHU hoặc là keo sữa để trang trí những hình unicorn lên chiếc bánh nha các em. Các em ơi, vậy là chị Lân đã làm xong một chiếc bánh sinh nhật có hình unicorn, nhìn rất là dễ thương luôn đó các em. Và nhìn cũng rất là đẹp nữa.
chị Lân sử dụng một miếng xốp kim tuyến và cắt hình tròn để làm thành một cái dĩa để bánh kem các em. À, rất là đẹp luôn. Giờ thì chị Lân sẽ làm thêm một chiếc bánh kem có hình cấu trúc nữa. Chị Lân đã làm thành những chiếc bánh kem có hình unicorn và hình gấu trúc, nhìn rất là dễ thương luôn. Video của chị Lân đến đây cũng đã hết rồi. Hẹn gặp lại các em ở những video sau. Các em hãy bấm thích và đăng ký kênh của chị nha. Bye bye các em.